Xin chào các bạn trở lại với ôm Công Nghệ. Clip ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về câu chuyện là sang tên xe mà không tìm được chủ cũ nha bữa trước thì tôi nói sang tên xe sau 1 tháng 7 023 đó cũng hơi lũng cũng Mà nó không có rõ cái phần mà không tìm được chủ này thì một số bạn cũng thắc mắc là tôi nói chưa có rõ rồi một số bạn rồi cũng không biết là đó là cái gì đôi khi nghe bạn nói là nghe xong rồi không hiểu thật sự là trước mặt tôi tôi đang nhìn vô cái màn hình máy tính nè nó tôi chuẩn bị sẵn cái nội dung để mà tôi làm clip cho các bạn xem và tôi đọc kỹ đọc tới đọc lui và tôi có liên hệ với cơ quan công an xã ở chỗ tôi để tôi hỏi cho nó rõ hơn thì sau đây thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về toàn bộ thủ tục nha đầu tiên khi các bạn muốn sang tên đổi chủ chiếc xe thì bắt buộc các bạn phải có cái cà vẹt gốc trên tay không có cà vẹt gốc thì bó tay nha rồi làm gì nữa nhìn vô cái địa chỉ của cái cà vẹt gốc đó ở đâu ví dụ tôi mua xe của một ông nào đó được chưa không còn biết nhưng mà nhìn vô cà vẹt gốc đang để thủ đức à, phường hiệp bình chánh thủ đức thì tôi sẽ phải lên phường hiệp bình chánh thủ đức tôi liên hệ và tôi nói rằng tôi cần làm gì sang tên cái chiếc xe mà tôi đang sử dụng qua tên tôi lý do nhiều là chủ rồi tôi không tìm được ông kia được chưa thì đầu tiên tôi sẽ được một cái tờ giấy là cam kết nguồn gốc xe cũng như là quá trình mua bán xe mình đổi với ông, ông cuối cùng kia nếu mà có cái giấy viết tay thì bạn cầm giấy viết tay cầm theo còn nếu như mà chỉ trao đổi miệng không thì thôi mình à, dẫn chiếc cam kết rồi ký tên à, cái chiếc xe này thì sẽ mình cam kết là không có trong tranh chấp dân sự nghĩa là mình không gây lộn nhai không giành giật với ai và không nằm trong bất kỳ vụ án hình sự nào trộm cắp cướp à, Buôn lậu hàng cấm rồi à, ghé gây tai nạn đó thì sau khi mà xem xét rồi à, thì ở cơ quan hiệp bình chánh đó, đó, ở cơ quan hiệp bình chánh đó người ta sẽ niêm yết công khai cái thông tin để tìm cái ông chủ à, xe đó còn ở đâu lên đây để xe được không thì có một tờ giấy hẹn ngày sau 30 ngày mà không có ai tới tranh chấp thì không có làm ai làm gì cả thì ở bên cơ quan hiệp bình chánh họ sẽ có một cái giấy chứng nhận là giấy chứng nhận thu hồi biển số xe và mình sẽ trả luôn cái biển số nha trả luôn cái biển số cho cơ quan đó luôn ba số bốn số đó mình trả luôn. Rồi năm số cũng trả luôn nha. Thì mình sẽ được cấp một cái giấy chứng nhận đó. Các bạn đừng có lo khi các bạn chạy xe mà không bị số đó, các bạn cầm giấy theo thì cảnh sát giao thông họ thấy không có phạt bạn đâu. Mình có lý do rõ ràng nha. Rồi, thì làm gì? Các bạn mới tiếp theo á là các bạn sẽ chạy về cái địa phương mà các bạn đang ở. Ví dụ như là tôi đang ở Long An đi, tôi chạy về cái xã của tôi đang ở, tôi ra cơ quan công an và tôi nói rằng bây giờ tôi cần sang tên chiếc xe này, nhờ các anh công an hỗ trợ giùm tôi. Thì ở bên công an đó họ sẽ cho mình như đây Họ sẽ yêu cầu các bạn là định danh điện tử mức 2 nha Bây giờ tôi biết thì vậy Định danh điện tử mức 2 Rồi nếu chưa thì phải làm Rồi sau định danh điện tử mức 2 xong Thì giờ tới nè Cái giấy khai đăng ký xe Theo tôi biết giấy khai đăng ký xe bây giờ đó, Các bạn sẽ khai trên uh, website Rồi khi hoàn tất thì uh, các bạn được trả tin nhắn về Ôm tin nhắn đói hồ sơ tới bên công an xã Rồi công an xã sẽ uh, uh, làm tiếp hồ sơ nữa Để các bạn làm gì Các bạn cầm cái tờ giấy được chưa À, tờ giấy gọi là sang tên đổi chủ đó, mình sẽ đi qua bên uh, chi cục thuế, mình nhờ các anh bên chi cục thuế á, là tra coi xe giờ của mình đóng thuế trước bạ sang tên đổi chủ này lại nhiêu tiền, rồi có clip sẵn mình chỉ nhìn vào đó là mình cầm cái biên lai đó mình chạy qua kho bạc mình đóng tiền, đóng tiền xong mình lấy cái hóa đơn về, rồi gom cái hóa đơn vô cục hồ sơ, ôm nguyên đóng hồ sơ đó, đi ra công an xã, rồi đi ra công an xã xong làm gì nữa? Ra tới công an xã xong thì các bạn sẽ có một cái tờ phiếu hẹn. À, cái ngày mà các bạn tới để bấm cái biển số mới nếu như tất cả các hồ sơ đã hoàn tất thì các bạn cũng cần trình ra cái không hồi nãy công căn cứ công dân là đã trình rồi bây giờ làm online nên lúc đó không cần nữa các bạn cứ chờ ngày thôi thì bây giờ nếu các bạn ngày xưa cái xe tứ quý 4 ha thì bây giờ nó sẽ đổi về cái um, biển mới thì mất tứ quý 4 thôi chỉ có vậy nha rồi tiền cấp cái phí biển số mới thì chỉ là năm chục rồi tiền cấp cái uh, cà vẹt xe mới như ba chục ngàn hay như mà tổng cộng là khoảng tám chục ngàn đó rồi nó chỉ vậy thôi cái xe cũ thì cái thuế trước bạ nó rẻ lắm anh em nha thì mình cứ chờ ngày bấm rồi gắn số rồi vô sách chạy rồi tên mình cầm lên thôi cái quan trọng là mình phải cất công mình đi tới cái nơi đầu tiên mà đăng ký chiếc xe đó và mình phải biết cái bản cam kết rồi mình để chờ mấy chục ngày Nói chung đâu quay qua quay lại các kiểu xong thì chắc có bốn chục ngày xong hả nó tầm đó nha các bạn rồi thì đôi đều chia sẻ các bạn như vậy nếu như mà có cái gì còn chưa rõ có thể các bạn comment bên dưới hoặc là tôi còn nói thiếu sót gì đó các bạn hãy góp ý nha thì cũng chúc các bạn là sang tên ở chủ thành công chiếc xe bye bye